Xin chào quý anh chị em chơi đồng hồ cổ. Hôm nay em sẽ giới thiệu một chiếc đồng hồ Pháp xưa những năm khoảng 50, năm 60. Vedette là một thương hiệu lâu đời của Pháp. Một trong những thương hiệu lâu đời. Đây là một chiếc đồng hồ rất là dễ chơi nhé. Giá vừa tầm. Để anh em có thể tập chơi. Chiếc đồng hồ này 5 gông 5 búa, chơi bản nhạc Westminster. Giờ em sẽ bắt đầu dạo nhạc nhé. Chiếc đồng hồ này đã được vệ sinh, canh chỉnh và lau dầu. Hình thức tương đối là đơn giản nhưng mà tinh tế. Chiếc đồng hồ lành lặn, không mối mọt, không cong vênh. Chế độ bảo hành 12 tháng, tặng chai dầu máy, tặng lá mía. Giá chiếc đồng hồ này là 6 triệu.